Dạ em An Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng. Em về được hai bộ sofa da bò Ý 100% luôn, tức là toàn bộ ghế sofa là da bò hết mấy anh chị ha. Và hàng này thì cực kỳ hiếm ha, thi thoảng nó mới có thôi. Chứ trước giờ là vải giả da hoặc là vải giả da hoặc là cái gì ra vải bố rồi các kiểu thôi. Nhưng mà đợt này là nó có luôn cả da bò Ý họ thanh lý ha. Mà được có hai bộ mấy anh chị á, tại vì đây cái hàng này nó cũng to quá, to và nặng quá. Đó rồi, em sẽ khui thùng ra cho mấy anh chị xem. Đó, thì em sẽ khui cái ghế đơn trước ha, ghế đơn trước rồi tới cái ghế đôi và ghế ghế ba người ngồi. Đó, thì một bộ của nó là gồm ba cái mấy anh chị ha. Giá thì cũng rất là hợp lý lắm ha, giá hợp lý vô cùng luôn. Đó, mà da được cái là do bộ Ý thì em rất là khoái. Đó, mà hẳn cái á, là cái này nó màu nó hơi kiểu xanh mấy anh chị ha, nó ghi là blue. Nó ghi kiểu màu xanh xanh. Để khui ra coi nó như thế nào. Đấy, hàng xuất khẩu là đóng thùng là họ tấn rất là chỉnh chu mấy anh chị à. Tấn rất là chỉnh chu, rất là đẹp nè, trùm lót rồi dữ dằn lắm. Rồi tấn trụ A trụ B rồi các kiểu ha, rất là xịn luôn. Đây, ok, để khui ra thử cho mấy anh chị xem. Ghi dở nó lên thử coi. Đây, thì hàng là mới 100% nha các anh chị ha. Da bò thì ngồi sẽ mát mà nó lâu, nó bền lắm ha, chứ nó không như một số cái loại mà da simili ha. Đấy. Rồi, ok, khui trước. Cắt đi, cắt đó luôn. Rồi, cắt ngay đó đi. Cẩn thận cái đường dao. Rồi đó thì khui ra đây, nó cái màu nó như thế này mấy anh chị ha. Nó theo cái kiểu là nó hơi xanh xám xám, nó không giống xanh coban lắm, mà nó cái màu xanh này thì đó, thì mấy anh chị như em đang quay clip thì nó sao là nó như thế luôn mấy anh chị ha. Cái này không biết nó gọi là màu xanh gì đây. Và cái sofa này á, là xài cơ mấy anh chị ha, xài cơ. Nó sofa chỉnh cơ, tức là mình bật ra cái là nó là cơ nha mấy anh chị ha. Đó thì một bộ này giá cũng rất là mềm mấy anh chị nha, xịn sò lắm. Được cái là full một cái bộ này nó toàn là da hết. Thì cái này nó cũng thư giãn luôn ha. Kéo cái ghế xích ra xíu ha, chắc em khui một cái thôi, còn mấy cái kia thì nó cũng ná nhau các anh chị à. Xui cái ghế đơn trước thôi. Rồi lắc xích ra. Đây. Ok, rồi. Đó, thì ở đây nó có giống như những cái ghế cơ khác các anh chị. Ở đây là nó có một cái cần ha, khi mà kéo thì nó sẽ bật cái nguyên cái khung này ra cho mình ha anh chị ha. Đó, có đây chắc nó đang khóa ở dưới rồi quá. Nó còn có sợi dây nữa khóa nữa. Rồi thôi chắc nằm ở phía dưới á. Thôi. Ok, thì chủ yếu là cái màu da trước đi mấy anh chị ha. Thì con này là ghế cơ và cái này là nó thuộc là một cái ghế thư giãn mấy anh chị. Riêng cái ghế này là nó có thể nó hơi lắc lư. Lắc lư bập bên xíu mấy anh chị ha, ngồi thư giãn ghế đơn mà. Nhiều khi mình muốn ngồi thư giãn được các kiểu ha. Còn cái ghế này là ghế đôi và một cái bộ này là ghế ba người ngồi ha. Thì một nó gồm nguyên một set như thế. Ba ghế là 1 2 3. Thì toàn bộ cái này được cái là da bò hết 100% luôn, nguyên con ghế luôn ha, luôn cả hông này. Từ trước giờ mấy cái dòng khác á, là họ chỉ may là da bò tiếp xúc, là tức là chỉ có phần lưng phần này tiếp xúc thôi. Còn riêng cái set ghế này là da bò 100%, nhưng mà tiếc cái là nó không có chỉnh điện mấy anh chị ha. Rồi ok, thì cái set này anh chị em nào có nhu cầu thì nhắn tin cho em ha. Thì giá để cho mấy anh chị mình giá là 28 triệu mấy anh chị nha. 28 triệu full da bò 100% hàng Việt Nam xuất khẩu đi Mỹ ha. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng ha. Số điện thoại của em là 0914466462. Và mấy anh chị mình nhắn tin qua Zalo nha. Xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng. Cái này thì chắc ship đi chành rồi mấy anh chị à. Vì đây cái bộ này nó dài lắm, tới 2m20 mấy lận.